ten 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 ten。救我！救我！救我！救我！回来！回来啦！哎呦，咬你安达呀，chém tiếng tàu ghê đấy nha, chém mà nó phải có vần anh em ạ, nghe nó mới nghe nó hợp tai. Hello, xin chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với kênh của anh Đại Già Chúc Quả. Súng gì thế này? Ui à, ui à, ui, ui, mày súng này khó bắn chúng nha. Ui, ui, được, được. Ừ đấy nha, ui hồi nó mà kêu luôn. Ủa sao thằng nào nó giết tôi rồi? Ui dồ, công hàng này được lắm anh em ơi. Thì à, nhà mình nghèo, mình không có gì xài hết em ạ. Vào cửa hàng GB làm cây vào quay clip chơi. Chứ dạo này méo có súng gì hết anh em ơi. Dạo này anh đã già mang tên con số nghèo rồi. Nhà có sổ hộ nghèo mà cuối tháng phải lên xã định mệnh á, lấy 2 kg gạo về hút. Fire in the hole. Tuy là cái súng GB nó hơi cùi một chút các bạn ạ, nhưng mà đẳng cấp là nó vẫn nằm ở cái chỗ người bắn mà. Nhưng mà tôi bắn ngu thì mày giao cây đéo nào nó cũng vậy anh em ạ. Giao cây méo nào nó cũng vậy đó. Cũng là bắn theo một cái kiểu chơi ốc chó thần trưởng thôi. Bắn ghê đó em ơi. Hết đạn chưa? Hết đạn chưa? Hết đạn chưa? Tới lượt anh bắn. Trời ơi. Sao lấy lại nè. Ui dồ. Má thính đàn cứ tính cứu nó mà nó chết mất tiêu anh em ơi. Thiệt á. Nhiều lúc cũng muốn chơi phem lay lắm mà đồng đéo hiểu sao đồng đội nó chết hoài đó nha. Chô, má tôi bắn gần mẹ muốn hư con mẹ luôn, cây súng được 50 máu xóa mẹ cái súng khỏi game. Anh em thấy cái cách mà nó rút ra rất là đẹp luôn anh em ạ, giống như là anh em rút ra cái Alaconda ra. Ui trời, nó xoay 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 nha, má thích thú vô cùng. Trời ơi. Trời ơi, tôi đã mang tên con số nghèo, nghèo mà chơi chết, không, cái gì đó bài, à, mày còn ngu lắm. Mày phải xuống mặt video. Vâng, có thể nói là anh đã già bắn mà khiếp hồn mà. Xem anh đã già bắn thì có thể nói là chạy hết cả nước trên răng. Vâng, tuyệt vời, ghê răng thế nhỉ. Come on, come on. Trời ơi, cầm súng cùi đứng ra sen thế nó mới điêu. Được, nói chung là tuyệt vời, không có gì để bàn cãi cả. Tôi cho con hàng này là điểm 10 cho chất lượng nha. Hello, hello. Quê bạn ở đâu á? Quê của mấy thằng tàu khửa chắc là nó ở Bắc Kinh hoặc là Bắc Tuyền Châu hay là cái gì đó. Hồi xưa tôi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ nên tôi biết được một số là cái thành ở bên Trung Quốc anh em ạ. À, thành Đô thì Bắc Tuyền Châu rồi cái con mẹ gì đó lâu quá quên hết rồi. À này thấy không? Bùn thùng như là một vị thần luôn. Ghê không? Ghê không? Không để bị lọt dưới đâu anh em ạ. Anh đã già dạo này đẳng cấp lắm rồi. Cứu nhau này, úi dồi ôi. Bác còn cầm số lòng, bác ngồi bác xoay. Trời ơi, thánh rồi. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì anh vẫn cầm số lòng, anh ngồi anh xoay. Trời ơi, súng thì bắn one hit one kill luôn em ơi. Được. Hàng ngon, hàng ngon. Úi dồi. Úi, cứu tôi anh em. Ui, sao không có thằng nào nên hết nhỉ? Mẹ bố nhà nó cứ để anh ở nhà một mình chấp hết. Ở nhà mang trong mình là gọi là một cái dòng máu chó cứ thích nào lên. Ngay lập tức là anh đã già được chuyển về bệnh viện gọi là Nhi Đồng 1. Vâng, về Nhi Đồng 1 cho các bác sĩ gọi là chăm sóc. Mấy bác tập khựa chơi ác giả man luôn á. Nghĩ sao cho anh đã già mà nghe nhạc DJ à. Bên tàu khửa có bài nào DG remix mà chất lượng không anh em? Hòa lê hô lì giá remix. Vâng, chúng ta không giống nhau remix. Ăn bông choáng đi cưng. Cưng ơi, xuân đã đến bên em. Đến đây bên anh. Úi. Anh đã già chém dao ngu thế nhỉ. Mày ngu vãi cả đái.
hey, 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 hey. Tấn công tộc hữu đó là gì ta? Return to enemy line. Return to enemy line. Ôi, súng kìa vãi hàng luôn. Hàng họ thế này ai chơi? Trời, nãy giờ tôi giết cũng hơi nhiều anh em ơi. Hít shot. Úi giời. Bạn trâu thế. Bạn học kỹ năng né đạn ở bên Florida. Ui. Mẹ bắn mãi chả trúng giọt nào. Rồi tiếp tục anh em nha. Cái súng này nó bắn hơi khó anh em ạ. Hay còn gọi là khoai vãi xoài luôn á. Rồi súng này bắn mình bắn kiện kiện á. Mình bắn kiểu như bắn phân á, bắn đi kiện kiện cầm chơi cho vui anh em. Quê dễ sợ luôn. Rồi thanh niên mệnh định mệnh xài con nhân vật phót cải tiến anh em ạ. Mang thêm quả đầu chim nữa. Đúng là phong cách người dơi. Tuyệt vời. Nấp đây thôi. Chúng mày thích bắn cái gì kệ bố chúng mày. Vâng, mình anh em mình cứ đi núp là được. Hello. How are you today? Được. Úi dồi, bắn như cục cứt thế này. Bắn như cục cứt vậy. Ui dồ, vẫn kịp được một mấy mô chai kill. Tuyệt vời. Lên đạn anh em. Ui, nó chạy xuống rồi hả? Ui, tính lên đạn nó phang luôn rồi nhá. Với cái tầm của tôi là mà lên nó mô chai kill là phải chơi tới luôn anh em ạ. Enemy spotted. Bito. Dạo này không thấy mấy thằng la lên Bito nữa anh em ạ. Hồi xưa tôi chơi đục kích tàu khựa, mẹ đang chơi nó cứ Bito. Ito. Là khu A ở đây khu B mà dạo này không thấy thằng nào nó sủa lên hết anh em nhỉ. À quên, tôi tắt mẹ mic rồi lấy gì từ đó sủa được. quên anh em ạ, quên. Tắt mic rồi hỏi sao tụi nó không nói chuyện được. Nhưng mà có những lúc anh em chúng ta cần phải tắt mic anh em ạ. Lâu lâu có mấy thằng nó mic nó bị rè á, nên ta tắt mic đi nó nghe chơi nó hợp lý hơn. À, lại là cái trò ra rào núp mà. Anh đã già chơi nhục như con chó. Thằng ra rào mẹ ông ngồi núp trên này. Bố ai chơi lại không? nó vẫn chưa biết đâu. Ui. Hàng dân tới miệng có kìm được không? Trời ơi, nhảy một cái điệu là hip hop vâng. Có bài nào hip hop đang hot gần đây? Bật cho anh ấy bà anh gì cá ra đấy nhảy hip hop nào. Anh gì cá này này thì mà anh gì cá này. Chết mà xác còn giật nên trời ơi. Trời ơi, ghê chưa? Holy shit, bắn cái gì vậy? Kinh vậy. Mấy bắn đại chết thằng kia anh em ơi. Tuyệt vời thiệt á. Mày. Vô, nó còn 5 giọt, tôi tưởng đâu tôi bắn quanh hit quanh kill. Quê dễ sợ luôn. Liều liều tiếng độc khựa hình như là bạn bắn hay lắm hay bạn bắn tốt lắm gì đó anh em ạ. Má mà hồi xưa giờ anh em mình cứ tưởng là nó đang chọc quê mình đó chứ. Thiệt á, không phải anh em ạ. Liều liều cái tiếng tàu khựa là nó kêu anh em là bắn tốt lắm ấy. Hoặc là nó chat với anh em là 3 số 6 là nó bắn tốt lắm anh em ơi. Đường về Hà Nội mùa này không còn mưa nữa. Thanh niên định mệnh phải chém da quê. Quê. Bắn gì ghê thế. Bạn này khôn thế. Khôn hết đường của người khác luôn ấy. Không hiểu sao bác ấy bắn chém dao ghê, bác ấy bắn súng ghê đó nha. Bác ấy làm một cái cốp vào đầu anh em ạ. Làm một cái cốp mà quay qua quay lại phát mà trừ 94 rồi. Khiếp hồn thật. À, vẫn là cái trò chơi chó thần trưởng. Xăm quả bình xịt ngay cái hành lang à. Bắt đầu mình ngồi đây mình gáy đó. Bi đến tí cửa. Rồi anh đã già đã tiến vào khu B rồi. Úi trời ơi, lại là thanh niên này. Úi trời ơi. Có khi nào mai kênh anh đã già bị ban không ta? Mai kênh anh đã già bị ban 30 ngày. Trả vờ soi hàng và cái kết.
anh đã bị ban. Ui dồi, chết luôn rồi. Thôi chắc tôi cũng tạm dừng tại đây các bạn nha. Bye bye.